Công an tỉnh Trà Vinh vừa thiết lập đường dây nóng để giải đáp thắc mắc của người dân về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, mọi thắc mắc liên quan thuộc thẩm quyền giải quyết của lực lượng công an, người dân có thể gọi đến số điện thoại 0693 729 168 hoặc 0693 729 169 để được trao đổi hướng dẫn kịp thời. Đây cũng là đường dây nóng để cán bộ chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát, tổ tuần tra có thể liên hệ để được giải đáp khó khăn dưới mắt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch. Bên cạnh đó, để phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Công an các đơn vị địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt công tác tuần tra kiểm soát, chốt chặn, truy vết triệt để nhằm xác định rõ các nguồn lây để kịp thời khoanh vùng dập dịch hiệu quả. Siết chặt công tác quản lý, giữ chặt dùng xanh. Giám đốc công an tỉnh chỉ đạo kiểm tra chặt chẽ 10 nhóm đối tượng được phép di chuyển theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, về về tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong 10 ngày tiếp theo, bắt đầu từ 0 giờ ngày 31 tháng 8. Qua đó kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm công tác phòng chống dịch. Giám đốc công an tỉnh cũng chỉ đạo các lực lượng tăng cường nắm tình hình tiến độ, hỗ trợ chính sách cho người dân gặp khó khăn, thường xuyên rà soát bổ sung 3 nhóm người để kịp thời tham mưu chính quyền địa phương giải quyết an sinh xã hội, không để người dân thiếu đói, nhất là trong các khu vực phong tỏa.